Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đến với Bài Tay nha. Thì có một câu hỏi khá là quen thuộc, mình cứ nghe hỏi hoài, đó là cá anh có đẻ không? Cá không đẻ thì mình lấy gì mà mình bán cho các bạn đây đó. Hôm nay thì cá mình nó rất may là nó đẻ quá nhiều đó, để mình có cái mà mình quay cho mọi người xem đó, quay cho các bạn xem cá nó có đẻ không. Đây. Đó. Đây là những con cá bình tích nha. Đó. Cá bình tích con nè. Ở trong đây thì chỉ có hai con thôi, mà mới có một con đẻ rồi đó, còn con bầu bự kìa. Đó, con nằm ở dưới là con đẻ rồi đó, còn cái con ở trên thì nó chưa có đẻ. Đây là thành quả của nó, đẻ rất là nhiều luôn nha. Đó là lý do tại sao mà cái dòng cá này nó kẻ. Đây, 7 màu 5k con nè. Đó, 7 màu 5k con đó, đủ sắc màu luôn, có ghi bông luôn nha. Đây, cái hồ này là mình vớt hổm gầy nè, hổm gầy mình vớt không biết bao nhiêu con luôn nè. Bọn này nó đẻ dữ lắm, đẻ rất là nhiều luôn. Rồi mình khẳng định lại một lần nữa cho mọi người là cá đẻ nha. Đó, cá đẻ được nha. Đó, chứ không phải là không đẻ đâu nha, đẻ mới có cá bán chứ. Đẻ rất là nhiều luôn đó. Rồi ai có nhu cầu mua cá gì, cá cảnh gì cứ liên hệ mình. Đây, bọn nó đây. Bình tích mình còn khá là nhiều, rất là nhiều. Kèm theo đó 7 màu mình cũng mới về 7 màu nè. 7 màu mình về rất là nhiều luôn. Đó. Nó rất là nhiều, cũng không nhiều nhưng mà nói chung là đủ các bạn lựa. Đủ các bạn lựa thoải mái. Giá mềm luôn. Con cá chà bá mà giá rất là rẻ luôn. Có những con sắp đẻ rồi kìa. Đó, chỉ có 25k trên cặp thôi nè. Đó. Beta thì bao la nha. Beta thì mọi người lựa thoải mái luôn. Không biết bao nhiêu con beta mà nó nữa. Nó lên đến hàng trăm á. Hàng trăm con beta đó. Cái này ai sợ lỗ thì tua qua. Nó hơi nhiều đó. Đây là hàng 10k trên con nè. 10k trên con. 10k một con. Con cá chà bá luôn. 10k. Đó. 10k trên con. Beta nha. Con lao kiến kia thì không phải 10k đâu nha. Đó. Con beta mới 10k. 10k trên con. 10k trên con. Đó. 10k trên con. Beta thì đủ mọi giá luôn, giá nào cũng có. Con này 30, con đỏ này 35. Do mình chống hồ ấy cho nên là mình để mấy con này vô chân cho nó đẹp á mà. À, chống hồ cho nên là bỏ vô chân cho đẹp á. Rồi ai có nhu cầu mua cá gì cứ liên hệ Zalo 0706792211 nha. Có cái thùng kem ép cá nữa kìa. Rồi, chào hẹn gặp lại mọi người nha. Nhớ follow và thả tim mình nha. Rồi, bye bye.